tòa nhà Landmark 81 Sài Gòn. Đây tòa nhà Landmark. Nhìn là hoàn tráng à. Đó, đây cũng cần 48 đổi thôi mấy hết lên tí. Sao với mắm đi con? Tám mươi sáu tầng, 81 tầng, đèn mắt 81. Đây mình đang ở tòa 75. Tám mốt Sài Gòn đẹp luôn, đi lên lầu đó mình ngại thích không. Lên đây uống cà phê. Này hả, thống lạnh. Chú đi. Tầng thứ 75 của tòa nhà Landmark 81 Sài Gòn. Uống cà phê. À, con cũng uống cà phê luôn. Đi đi tới cả nhà mình đang đi. Cầu Thủ Thiêm mới xây á, tự nhiên bắt từ quận 1 qua quận 2. Thủ Thiêm bên kia là Thủ Thiêm á, cầu mới Thủ Thiêm á. À, cái cầu mới Thủ Thiêm đấy, cầu Thủ Thiêm, Thủ Thiêm á, Thủ Thiêm 2, à, Thủ Thiêm 3, đường sắt kìa thấy không, ba cái Thủ Thiêm luôn hả? À, ba cái cầu Thủ Thiêm, thấy đường sắt không, nó ra tàu điện nha. Ra tôi điện đó. Ờ, thấy đây à, thấy đường sắt. Dạ. Đường sắt này nổi nè. Ở chỗ đó chìm xuống kìa. Ngay chỗ đó. Đây, chìm đây. Xuống âm đi vô hồn nhất. Ồ, âm xuống thẳng vô hồn nhất. Ờ. Ngay chỗ đây là âm nè, ngay chỗ có nước nè. Ờ, đó, chỗ đó âm đấy. Mái che đây. Cái chỗ âm đó là cái tòa nhà đó, là tòa nhà cái đó cũng của Vinh luôn á. Và đó là Vinhome Tăng Cải. Còn chỗ này là Vinhome, chỗ này là Vinhome Tăng này là Tân Cảng rồi, này là Tân Cảng, bên kia là Vinhome Ba Son. Xưa là hai cái cảng, chỗ này là cảng Tân Cảng, bên kia là cảng Ba Son. Nguyên đây uống nước về qua nè, xuống đây uống hoành tráng không, giết chị luôn. Thì dẫn nhà đi cái quán đặc biệt cho biết mà. Nhổ mẹ. Thôi mẹ hả, khỏi dưới dễ coi hơn. Menu đủ thứ đủ hết. Nào được rồi. Chọn lấy chọn cái gì đâu à? Cái đó biết. Cái đó đi. Món cầu này. Này đi. Chắc rốt rồi.
hay ra phía ngoài. Thấy sân bay luôn. Trước đây sân bay. Đã không mát. Dưới này có khu vui chơi nè, cái công viên này nó lắng lắng ra sông Sài Gòn, đó là công viên sông Sài Gòn nhìn sông Sài Gòn nó uốn khúc vui không? Mình nhìn xuống thấy rộng không? À mà chỗ này nó lắng á, đúng là nó to như này nè, chỗ này nó lắng ra nè. Dạ. Nó lắng làm công viên ấy. Hồi xưa này là cái cảng mà nó lắng ra để làm cảng. Chú sông Sài Gòn nó quằn quại á. Quằn quại vui không? À. Nó hình gì luôn á kìa. Nó quằn quại nó làm thành mấy cái đảo, bán đảo. Bên kia là quận 2 đó. Thủ Thiêm đó. Dạ. Ráng quá. Không có sao, cửa dập tay là trước cái tay chị mẫu kìa. Rồi nó đóng lại chứ. Ồ, nó đóng cửa cái tầm là mắc hồn luôn. Đó. Tầng 75, còn nhiêu đây nữa. Còn mấy tầng nữa là lên tên luôn. Còn 16 tầng nữa. Ủa, 2 phần ngủ rồi, ngàn thôi đó, đủ rồi. À con Quyên thì giờ con Quyên không ăn đâu. Đây bánh ra trước, bánh gì đây không biết, nhìn thấy của bánh gì đây ta. Đây nước uống gì mà quá đẹp luôn. Nước uống đẹp nữa. Đây. Này là cái gì vậy? Gì cái ly la bên trời một tiếp dẫn luôn quá. Nè. Con này thức ăn là cái gì vậy? Bánh nè, bánh gì đây vậy? Bánh tôm gì chứ không? Chiket. Nè, trứng không nè? Chụp cho nhà mình mô hình lên dọc. Trà sen, củ trà, củ sen. Thôi được rồi, tới đây lên nữa hả? Lên đây cho quay xuống. Lên tầng 76 hả? 76. Lên luôn. 76 nè. Đứng lại đây thì chụp cho con tấm hình nha. Được không? Ừ. Nha. Chụp cho con tấm hình nha. Thôi lại uống nước đi. Thôi uống nước đi. Bánh làm ly nào cũng đẹp hết cái gì kìa. Chụp tấm hình đi. Chụp tấm hình cả nhà ngồi vô hết, nhờ người ta chụp tấm hình xéo qua đây xíu. Xéo nhìn cái mặt ra đây. Ngồi vô Win, nhờ người ta chụp tấm hình nè. Cái gì vậy? Ủa gì Win? Cacao hả? Win. Rồi lấy ngồi nè. Nước gì đây đẹp gì? Trong một ly như vậy là 250 nè, ráng nuốt cho hết. 250 ngàn một ly. 250 một cái chụp hình sống ảo. Cái ly này có mấy cái bông không? Cũng 200 ngàn. 200 ngàn mà có 5 cái hộp sen à? Hộp sen chứ mấy cái bông thôi. Cái muỗng bự hơn cái ly. Chớ mặt còn view đẹp quá gì nó lấy tiền à. Bác.
hình, chủ yếu là chụp hình sống ảo ở đây thôi chứ. Dạ.